nay mày dắt chơi về nhà nữa rồi ha. Mấy bữa nay giờ mày hả thấy là không được rồi đó. Hôm hôm nay tao coi camera tao mới biết nè. Ủa bạn con mà cô. Bạn cái gì bạn mà cởi áo nằm vậy hả? Con gái đứa mà coi vậy được không? Ba má cho ăn tiền ăn học mà lên đây hả? Đàn đứng với trai ha. Coi vậy chịu nổi không? Thì bọn con tới học nhóm thôi có gì đâu. Ủa học vậy hả? Học mà nằm ra vậy hả? Học dữ chưa? Rồi bài vở sách vở đâu? Học kiểu vậy hả? Học cái kiểu gì? Mà cô kỳ quá sao tự nhiên cô vào phòng con? Ủa tao vào phòng tao mới thấy được cái cảnh này. Tao mà gõ cửa chứ mày cũng chuẩn bị xong rồi. Hên là tao xong vô đó. Mày con mày làm vậy hả? Quy định từ đầu nghe là sao? Là không có được dẫn trai về nhà. Mà nay thằng này vô đây là sao đây? Sao vô được đây? Mày coi coi vậy này có ai giống mày không? Có đứa gái như vậy không? Thì đây bạn con, phòng con thì con nhận về thôi. Nhưng mà quy định của phòng tao là không được dẫn trai về nhà. Tao nói ngay từ đầu rồi. Được thì đỡ, không được thì thôi nha. Ở đây đâu có kiểu như vậy. Ôi bạn học có gì đâu cô ơi. Bạn học tao thấy không có học gì đó. Học mà cái kiểu mà cởi đồ ra vậy hả? Nằm lên chân vậy mà học dữ chưa? Con gái con đứa mà vậy đó. Cho ôi, tiền ăn học mà lên đây. Cô đi đi, cô kỳ quá. Nói nó mà hết làm kiểu đó. Mày coi mày không sống được mày dọn đi đi nha. Tao không chấp nhận cái kiểu mà dẫn trai về nhà đâu đó. Vâng, như vậy là một cô chủ trọ đã ra tay kịp thời để ngăn một tình huống có thể nói là nguy hiểm xảy ra đúng không ạ? Đấy, các bạn nha, quy định ngay từ đầu rồi thì chúng ta nên tuân thủ nha. Mà các em là nên lo việc học hành đi nha, chứ không nên yêu đương và là sau không đâu vào đâu đâu nha. Tôi thì tôi thấy là cô chủ trọ là tốt bụng đấy, giáo huấn dạy luôn nha. Đấy, cho tiền ăn học mà cứ thế đấy là không được rồi nha. Còn không biết là các bạn nghĩ thế nào? Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.